Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Giao ước cô quỷ, tác giả Tịch Hạ, tập số 2. Dừng xe! Giọng của Tô Huyền Sương vang lên, khiến cho Lê Vương phải đạp thắng gấp. Mấy chiếc xe phía sau cũng vội vã phanh theo. Cũng may bọn họ đều là tay lái cự khôi, cho nên không xảy ra vấn đề gì. Ngô Hoài Sinh đang nhắm mắt ngủ thì bị cú phanh làm cho thức giấc. Xe vừa phanh lại, Huyền Sương đã vội vã mở cửa xe rồi phóng xuống đất. Lúc này tuy mặt trời đã lên cao nhưng không thể xuyên đến đây. Hai bên đường toàn cây là cây, không khí vẫn còn vô cùng ẩm thấp. Quái lạ, cô gái kia vừa đứng ở đây cơ mà, sao mới vừa đó đã lặng đâu mất tâm rồi? Lê Vương cũng vội phóng xuống xe, đi vòng qua rồi hỏi: Cô chú à, sao vậy? Tôi vừa nhìn thấy một người ở phía sau xe đó. Cô nói xong thì đi tới gõ cửa chiếc xe nối đuôi phía sau cô. Những người trong xe đều cho rằng trước mặt bọn họ chẳng có ai cả. Tô Huyền Sương đi về với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cô cứ liên tục liếc trái liếc phải tìm kiếm. Cô không nghĩ rằng bản thân mệt mỏi quá độ hay là cái gì đâu, nhưng mà những người khác đều không nhìn thấy gì. Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy thứ đó rồi? Ngô Hoài Sinh bị đánh thức, lúc này cũng mở cửa xe nhảy xuống. Huyền Sương đi trở về, ngang qua anh ta, cô hỏi: Anh có nhìn thấy gì hay không? Phan Vĩnh lúc này cũng đã thức. Anh ta nghe mang máng về việc Tô Huyền Sương nhìn thấy ai đó. Nhìn theo Ngô Hoài Sinh bước xuống, thấy Hoài Sinh đối với câu hỏi của Tô Huyền Sương chỉ nhẹ lắc đầu mà không trả lời. Cô biết sẽ không moi được bất cứ thứ gì từ trong miệng của hắn ta, nên chán nản muốn nhảy lên xe. Chỉ là cái lúc cô vừa mở cửa xe thì vô tình nhìn vào gương chiếu hậu và nhìn thấy Ngô Hoài Sinh trong đó đang mỉm cười. Anh ta không thể nào cười với mình được. Cô quay lại, nhìn thấy anh ta rõ ràng là đang nhìn về phía gương chiếu hậu mà cười. Phía sau lưng anh, cũng tức là trong gương chiếu hậu, xuất hiện một cô gái lúc nãy. Cô ta đang đứng phía sau xe và nở một nụ cười. Sẽ chẳng có gì quái lạ nếu như cô gái kia không phải chỉ có một mình Tô Huyền Sương và Ngô Hoài Sinh trông thấy. Lúc này Huyền Sương không nhịn được mà nói: Cô ta là ai? Ai? Cô nào? Phan Vĩnh chờ người ra ngoài. Anh ta thấy Ngô Hoài Sinh và Tô Huyền Sương đều nhìn về phía sau thì cũng tò mò ngoái đầu nhìn. Chỉ có điều thứ mà anh ta nhìn thấy chỉ là một mảng rừng cây bao la u tối và những chiếc xe chạy phía sau mà thôi. Phan Vĩnh từ từ trục đầu lại vào xe, sau đó trong miệng liên tục trăm trang niệm Phật. Dĩ nhiên là Ngô Hoài Sinh không có hứng trả lời. Anh mở cửa xe cho vào lại vị trí mà nhắm mắt lại. Tô Huyền Sương ôm theo cục tức, hậm hực nhảy vào trong xe và không quên đóng cửa một cái rầm. Mãi lo cái bóng người kia mà đã trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ. Cô bây giờ mới thấy tiếc trẻ thời gian. Cô kéo dây an toàn gài qua rồi kêu Lê Vương xuất phát. Sau đó nói bộ đàm, nói với những chiếc xe phía sau: Mọi người lái xe cẩn thận, đề cao cảnh giác. Đoạn đường càng vào gần chân núi càng đèo dốc hiểm trở. Cả xe cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống, sốc nảy tới mức ông trưởng thôn bốn ngủ say như chết cũng bị sốc đến tỉnh dậy. Càng vào sâu bên trong, không khí càng ẩm thấp. Cho dù bây giờ đã điểm đến 12 giờ trưa nhưng vẫn chỉ có chút nắng le lối chiếu xuống. Tô Huyền Sương tranh thủ lúc còn tín hiệu mà làm nốt mấy việc trên iPad, còn kiểm tra kết quả khám nghiệm tử thi mà bên ngoài gửi vào. Vừa mới ấn vào hòm thư mail, một hình ảnh tử thi đã hiện ra. Một bản báo cáo điện tử dài sọc nối tiếp phía dưới. Chỉ tiếc là cô còn chưa đọc được thì tín hiệu đã trở nên chập chờn. Cô ra hiệu dừng xe, sau đó quay đầu hỏi ông trưởng thôn: Còn bao xa nữa thì đến chân núi? Lê Vương đưa cho ông ta một cái ống nhòm,
để ông ta ló đầu ra ngoài cửa quan sát địa hình. Sau khi kỹ lưỡng quan sát một lượt, ông trưởng thôn trục đầu vào nói: ước chừng 20 cây số nữa, nhưng mà địa hình rất là phức tạp, không biết xe có thể đi vào được tới đâu. Nếu như đi bộ vào đó thì trời đã tối, thật không phải quyết định khôn ngoan gì. Cô hiểu ý ông ta, lấy lại ống nhòm quan sát một lát rồi mới nói: phía trước không xa có một nơi có thể dừng trại được. Chúng ta dừng trại đó, vừa hay có thể thăm dò địa hình, sáng ngày mai bắt đầu xuất phát. Chú Trần, chú cảm thấy như thế nào? Ông trưởng thôn này tên là Trần Đạm. Ông ta gật đầu nói được. Chạy thêm một đoạn ngắn nữa, cả đoàn dừng lại ở một mô đất khá bằng phẳng và khá cao. Qua đêm có lẽ không sợ ngập nước. Lê Vương sau khi xuống xe thì bận rộn chỉ đạo nhóm người dựng lên mấy cái lều, sau đó đi xung quanh tìm củi khô, chuẩn bị nhóm lửa. Lâm Sở bây giờ mới đoàn tụ được với Tô Huyền Sương. Anh ta cầm ống nhòm, nhìn ngắm xung quanh. Cô leo lên một mỏm đá khá cao, đứng trên đó tìm tín hiệu. Còn đang lây hoay xoay xoay cái iPad thì đột nhiên có ai đó vỗ vào vai mình. Cô quay lại, giật mình suýt trượt chân. Ngô Hoài Sinh đưa tay kéo cô lại, sau đó dịch người vào nhường chỗ đứng cho cô. Bởi vì cái mỏm đá không lớn, hai người đứng khá là không thoải mái. Hoài Sinh cao gần 1m9, còn Huyền Sương miễn cưỡng cũng chỉ tới ngang ngực anh ta. Ngô Hoài Sinh không tò mò, nhưng những gì hiển thị trên màn hình iPad anh đều thấy rõ. Huyền Sương bị cái sóng chập chờn không xem được, cho nên rất bực bội, quay sang hỏi Hoài Sinh: anh cảm thấy chỗ này có truyền thuyết đô thị nào hay không? Không có. Nếu có hẳn là truyền thuyết núi rừng, chứ nơi này làm gì có ai đâu mà truyền miệng. À, cũng đúng. Vậy cô gái lúc nãy thì sao? Hiếm khi thấy hắn ta nói nhiều, nên Tô Huyền Sương muốn moi thêm chút tin tức. Nào ngờ hắn vẫn ngậm chặt miệng. Công việc dựng trại đã xong, Lâm Sở xem thời tiết, thấy báo đêm nay nhiệt độ sẽ thấp xuống chỉ còn vài độ, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tô Huyền Sương đi tới giật di động của Lâm Sở cho hỏi: sao cô anh vẫn có tín hiệu vậy? Ờ, thế của cô không có sao? Ai bắt đồ chợ trời hay sao mà rỗng vậy? Cô nghe Lâm Sở nói thì giơ cao cái iPad lên. Lâm Sở ngậm chặt miệng lại, bởi vì cái iPad của cô đắt gấp mấy lần cái di động của anh ta. Một giây sau, Lâm Sở đột nhiên dở giọng kỳ lạ nói: là mất sóng kể từ lúc đó hay sao? Kể từ lúc đó. Ba người Lâm Sở, Ngô Hoài Sinh và Tô Huyền Sương đều biết là lúc nào. Cô cũng đã ý thức được vấn đề. Cô nhanh chóng lấy di động của Lâm Sở để nhập vào tài khoản mail của mình. Ba người hồi hộp chờ đợi di động xoay xoay mấy lượt. Sau đó hộp thư cũng hiện ra. Nhưng mà thật sự quái lạ, tất cả những tin khác vẫn còn, nhưng chỉ duy nhất một thư đó là không còn thôi. Tô Huyền Sương đem iPad kẹp vào trong nách ra. Rõ ràng là có một thư đó, nhưng nó căn bản chập chờn không xem được. Cô dùng di động của Lâm Sở gọi về bảo bọn họ gửi quay mail của Lâm Sở. Đầu dây bên kia bảo cô đừng tắt máy, bọn họ sẽ gửi ngay lập tức. Nhưng lay quay một hồi, câu trả lời của đầu dây bên kia chính là: tập tin không gửi đi được. Tô Huyền Sương ấn lạnh một cái, nhìn sang Lâm Sở. Hắn ta như hiểu ra vấn đề, có chút hoang mang đi vào trong lều. Cứ như thế mà bản báo cáo pháp y không xem được, chỉ nói qua điện thoại, thật sự không có cách nào hiểu được nguyên nhân. Tô Huyền Sương không nuốt trôi cơm, cô cứ ngồi dựa vào một cái cây rồi nhìn ngó móng tay của mình. Trong rừng núi rất nhanh tối, đồng hồ chỉ điểm hơn 4 giờ mà trời đã tối thui. Nhóm người đã chuẩn bị xong xuôi củi lửa, bây giờ đang nhóm lửa rồi làm đồ hộp nóng lên mà ăn. Trần Đạm từ chối ăn đồ hộp, ông ta ra gần đó bắt mấy con vật lạ bằng con gà cho vào nướng ăn cùng với một nhóm người. Phan Vĩnh ngồi ăn sô-cô-la, anh ta đang kết nối di động với sạc dự phòng, vừa sạc vừa gọi điện thoại về nhà
căn dò đủ thứ. Còn nói anh ta sẽ vào mộ, sẽ không có tín hiệu, tạm thời đừng liên lạc. Trần Đạm nướng xong mấy con vật lạ của ông, rồi quay sang hỏi Ngô Hoài Sinh: cậu có biết ăn không? Hoài Sinh không chần chờ giây nào, nhận lấy con vật đưa lên miệng, cắn xé ngon lành. Nhóm người một số thì ghê tởm, một số thì ngưỡng mộ. Cho dù bọn họ đã từng vào rất nhiều ngôi mộ, nhưng lương khô đem theo vẫn đủ ăn, không tới nỗi phải ăn mấy con này. Ngô Hoài Sinh vừa ăn vừa nói: các người từng ăn địa sống chưa? Đám địa sống trong mộ toàn ăn xác người chết, cho nên vô cùng béo tốt đó. Hơn nữa đám người đều ngừng ăn, không biết Ngô Hoài Sinh nói thật hay là chỉ nói đùa bọn họ, nhưng cách này thật sự rất tiết kiệm đồ ăn đó. Tô Huyền Sương ngồi mà không nhịn được cười. Cô lớn giọng gọi Lâm Sở mấy tiếng, nhưng anh ta không trả lời. Một người trong đội nói anh ta vừa ra ngoài đi vệ sinh rồi. Lâm Sở vốn chỉ muốn đi vệ sinh nhanh rồi trở vào, nhưng anh ta đột nhiên nhìn thấy phía trước mặt có một cây gỗ ra hoa màu đỏ vô cùng đẹp. Cho dù là trời đang tối, nhưng anh ta vẫn thấy rất rõ màu sắc của nó. Niềm yêu hoa trỗi dậy, Lâm Sở đi tới xem thử. Ai ngờ khi anh ta đến cái cây này thì thấy kế bên lại mọc ra thêm một cây nữa. Anh ta cứ thế xem hết cây này đến cây khác, chỉ một chút thì đã không biết đi đến tận nơi nào rồi. Nè, hai cậu muốn đứng dậy đi tìm chú Lâm Sở đi, coi chừng trời tối đó. Tô Huyền Sương ra lệnh cho hai cậu trai trẻ trong nhóm cầm đèn pin ra ngoài tìm Lâm Sở. Lâm Sở rất có kinh nghiệm về mấy chuyện này, nhất định sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì đâu. Tuy vậy nhưng cô vẫn rất lo lắng. Cô đứng dậy, yên lặng nhìn ra ngoài khoảng không tối mịt. Lúc này Trần Đạm đang ăn thì đột nhiên nói với Ngô Hoài Sinh một câu: ở nơi này thường có ít dã thú, cậu có biết tại sao không? Ngô Hoài Sinh không có hứng thú trả lời. Trần Đạm cũng mặc anh, ông ta nói tiếp: bởi vì bọn dã thú không thích những thứ dơ bẩn, chúng chỉ đến khi ngửi thấy mùi xác chết thôi. Cậu nói xem đêm nay trong số chúng ta ai sẽ phải làm mồi cho bọn chúng hay không? Có. Ê, là ai? Là ông đó. Ông nói quá nhiều hù dọa người trong đội, lát nữa cô ta sẽ sai người thủ tiêu ông. Ngô Hoài Sinh nói tỉnh như không. Phan Vĩnh ngồi bên cạnh ôm bụng cười. Tô Huyền Sương cảm thấy cái tên này thật là quá hiểu cô, nên cũng cười cười. Lại nói Lâm Sở ở bên ngoài cứ đi như thế, những cây hoa kia mọc như bất tận, không có hồi kết. Anh ta đi được một lúc thì bất chợt choàng tỉnh, nhìn lại xung quanh thì không có bất cứ một cây hoa đỏ nào. Anh ta không biết bản thân mình đang ở đâu, di động thì bỏ quên trong lều. Bốn bên tối thui tối mịt, chốc lát lại có tiếng kêu quái lạ phát ra. Cho dù Lâm Sở có gan dạ cỡ nào thì đứng trước hoàn cảnh này cũng không khỏi có chút sợ. Rừng thiên nước độc, ai mà biết được ở đây tồn tại thứ quái quỷ gì chứ. Lâm Sở không dám la hét gọi ai, chỉ đành lò dò tìm xem hướng nào có ánh sáng lửa của đội nhóm. Nhưng kỳ thực cho dù có tìm như thế nào cũng không thể nhìn thấy gì. Bốn bên tối mịt như đang ở trong một căn phòng kín, không có gió, không thấy hơi lạnh. Cho dù trời tối cỡ nào, trừng rậm ra sao thì ít ra cũng phải nhìn thấy một thứ gì đó chứ. Khoan đã, những tiếng kêu quái lạ kia cũng thật là bất thường. Nếu như tiếng côn trùng hay động vật gì đó, cũng phải có thêm tiếng những con khác. Trong đám cây tùm này không thể nào không có dế được. Với bao nhiêu năm kinh nghiệm, Lâm Sở đã nhận ra được điểm bất thường này. Giống như trong phòng kính, lẽ nào là quỷ dựng tường? Quỷ dựng tường ở bên ngoài tuy rằng hiếm gặp, nhưng ở trong vùng núi rừng như thế này thì không hề hiếm gặp chút nào. Trước kia lúc vào trong mộ, bọn họ cũng từng gặp ma quỷ dựng tường, nhưng loại quỷ dựng tường mà tốn công sức dụ người ta đi như thế này thì đúng là lần đầu mới gặp. Lâm Sở tức tối vì bỏ quên di động ở trong lều. Qua một lát mò mẫm trong túi quần,
thì phát hiện ra cái Zippo quý giá của mình. Lâm Sở cười mỉm. Bọn quỷ dựng tường này sợ nhất là lửa. Anh bật Zippo lên, ngọn lửa cháy phừng lên một cái, sau đó tắt ngúng đi. Một hy vọng cuối cùng của Lâm Sở cũng bị dập tắt y như ngọn lửa Zippo. Anh tuyệt vọng một giây, sau đó lập tức sốc lại tinh thần và bắt đầu đi. Cho dù không thể thoát ra, nhưng vẫn không thể ngồi yên chịu chết. Còn hai người mà Tô Huyền Sương sai đi tìm Lâm Sở cứ đi mãi xung quanh tìm kiếm, nhưng không thấy anh ta đâu. Thời gian anh ta ra ngoài không lâu, không thể nào đi đến một phạm vi xa hơn được. Càng nói Lâm Sở là người cẩn thận như thế nào, bọn họ đã từng làm việc với anh rất nhiều lần nên rất là hiểu. Tìm kiếm một hồi không được, hai người đành quay lại liều. Sau khi nghe kể lại, Tô Huyền Sương khẽ siết chặt tay, trong lòng có chút lo lắng. Nếu như Lâm Sở gặp chuyện, chỉ sợ sai người đi cứu sẽ chỉ gặp thêm rắc rối. Tô Huyền Sương nhìn sang Ngô Hoài Sinh vẫn đang ăn con vật lạ, sau đó đã ép mình từ bỏ suy nghĩ trong đầu. Lê Vương đi tới nói nhỏ với Tô Huyền Sương. Cô chủ ơi, bây giờ như thế nào? Tô Huyền Sương đứng trung chân, liên tục cắn môi nhìn về phía Ngô Hoài Sinh. Lê Vương rất tinh ý, đã nhận ra ý định của cô. Anh toan đi thì bị cô ngăn lại. Cuối cùng cô cũng tự mình đi tới, nói với Ngô Hoài Sinh. Thần Tiên à, anh có thể cùng tôi ra ngoài tìm chú Lâm Sở không? Hai chữ thần tiên nghe xong, Ngô Hoài Sinh ngừng ăn mà nhìn lên. Hóa ra lúc Tô Huyền Sương nhờ vả người khác còn có bộ mặt này. Anh ta dứt khoát đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Phan Vĩnh cũng muốn chạy theo, nhưng đã bị Lê Vương kéo lại. Ngô Hoài Sinh trong túi không có vũ khí gì, chỉ có một cái hộp quẹt bình thường, vậy mà vẫn lao ra ngoài bóng đêm. Tô Huyền Sương cầm đèn pin, vừa đi vừa soi khắp nơi tìm kiếm. Bên ngoài toàn là cây rừng, nếu như Lâm Sở bị một con rắn chúa lôi lên trên cây thì cũng khó lòng mà tìm được. Lâm Sở! Chú Lâm Sở! Tô Huyền Sương vừa gọi đã bị Ngô Hoài Sinh bờ miệng. Anh ta lắc đầu rồi nói: Đừng la lớn, có quỷ dựng tường. Cô im bặt đi. Ngô Hoài Sinh đứng im quan sát bốn phía, sau đó đem cái hộp quẹt ra cho hỏi: Cô có thứ gì có thể đốt cháy được không? Huyền Sương lấy cuốn sổ tay trong túi đeo ra, chần chừ một giây rồi xé văn tờ cuối cùng vẫn còn trống đưa cho Ngô Hoài Sinh. Anh cầm lấy tờ giấy, sau đó lại có ý muốn đòi con dao vắt trên lưng quần của cô. Tô Huyền Sương bực dọc rút ra. Ngô Hoài Sinh cắm tờ giấy trên con dao rồi bật lửa đốt. Lửa vừa bén cháy, anh dùng lực ném con dao về khoảng không trước mặt. Chiêu này chỉ có thể phá được chỗ tường mà quỷ dựng cho hai người. Nhưng trong ánh lửa phần phần ấy, nghe thấy tiếng la thất thanh của Lâm Sở. Hai người cầm đèn chạy về phía trước. Tuy nhiên ở chỗ con dao rơi xuống thì phía trước cũng đã tối đen, phía sau lưng đã bình thường trở lại. Tô Huyền Sương đi lùi mấy bước rồi xé thêm tờ giấy nữa đưa cho Ngô Hoài Sinh, muốn anh ta phá tượng. Anh ta lắc đầu nói: Quỷ dựng tượng như anh ta không đơn giản, nó có mục đích nào đó đó. Ma quỷ mà cũng ăn vỡ gớm, nhưng bây giờ phải làm như thế nào? Cô vẫn cầm con dao trên tay. Ngô Hoài Sinh lại cất hộp quẹt vào túi quần rồi nói: Đi về bên kia, chờ một lát đi. Cả hai người lùi về cách đó không xa, yên lặng quan sát. Nhưng còn chưa đứng được yên thì cô cảm thấy trên cổ của mình ngứa ngứa, nhồm nhột. Cô còn tưởng là Ngô Hoài Sinh giả vờ đạo mạo kia thừa cơ đêm tối giở trò, cho nên nhìn thử. Nếu như là anh ta, cô nhất định sẽ không chần chừ mà xiên con dao trên tay cô cho anh ta một nhát. Nào ngờ khi cô quay lại thì ôi thôi, trên nhánh cây có mấy cái bóng trắng toát. Cái bóng kia tóc dài sọc, nó đang cố gắng dùng hai tay vặn cái đầu xuống. Và cái thứ nhộn nhột trên cổ chính là tóc của nó. Tô Huyền Sương hét toáng lên, chạy ra mấy bước. Tuy rằng cô không sợ, nhưng đến bất ngờ như thế này thì khiến cho cô giật bắn mình.
Chỉ tiếc là dường như Ngô Hoài Sinh không nhìn thấy. Anh ta nhìn cô với ánh mắt vô cùng này nọ, đại khái là giống như một kẻ tâm thần. Tô Huyền Sương liếc liếc về phía cái bóng, và nó đang dần biến mất. Cô ước rằng nó sẽ quay lại để đem mớ tóc đó xiết cổ tên Ngô Hoài Sinh chết dẫm này. Cô không đứng ở đó nữa, mà sang cái cây đối diện, thi thoảng vẫn nhìn về hướng này. Lại nói Lâm Sở sau khi hét lên vì bị một vật nhọn nào đó đâm vào, thì lại tiếp tục đi. Đi một lát, anh ta nhìn thấy một bóng người xuất hiện. May mà bóng người đó không phải mặc áo trắng. Cô ta mặc một bộ đồ thể thao ôm sát, tóc dài buộc cao, đang đi về phía này. Chỉ kỳ lạ một điều là trong tay cô ta không hề có lửa, nhưng cô ta bước tới đâu thì tượng tan tới đó. Lâm Sở thở phào nhìn cảnh vật trở lại bình thường, đang định cảm ơn người tới thì anh ta lại giật mình, bởi vì người tới kia chính là Thất Nguyệt, con gái của ông trưởng thôn. Trông cô ta chẳng giống một bà đồng chút nào. Lúc đối diện, Thất Nguyệt mới bật đèn pin trong tay soi vào mặt Lâm Sở. Lâm Sở lắp ba lắp bắp nói: Sao cô lại đây? Thất Nguyệt không trả lời. Cô dùng đèn soi muốn đi về hướng liệu trại. Lâm Sở đi theo cô, miệng không ngừng liên tục hỏi đủ thứ, nhưng Thất Nguyệt không nói gì. Trong đội đã có thần tiên Ngô Hoài Sinh im như hến rồi, nay gặp thêm một Thất Nguyệt nữa, thật là không biết phải sống sao. Tô Huyền Sương đi tới chỗ bọn họ. Cô cũng ngạc nhiên về sự có mặt của Thất Nguyệt, nhưng thấy Lâm Sở đã an toàn, điều đó mới quan trọng. Nè, quay về thôi, cô nói với Ngô Hoài Sinh. Anh không trả lời mà chỉ xoay người đi. Chỉ có điều Tô Huyền Sương lại vô tình nhìn thấy Hoài Sinh nhìn Thất Nguyệt bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Thất Nguyệt. Trần Đạm nhìn thấy Thất Nguyệt theo đoàn người đi vào thì bất ngờ nói. Tô Huyền Sương nhìn ông ta: Mai nhà có Thất Nguyệt cứu chú Lâm Sở đó, chúng tôi nợ hai người một ân tình. Trần Đạm đáng ra phải vui vẻ mới đúng, đằng này ông ta lại nói: Các người nhìn thấy nó sao? Ai? Nó. Trần Đạm cố tình nhấn mạnh chữ nó, nhưng chỉ cúi gằm mặt không nhìn bộ Thất Nguyệt. Từ nó nện vào lòng Tô Huyền Sương lúc này thật sự có ý. Cô gặng hỏi: Nó trong lời của chú là cái gì? Cô ấy chẳng phải là con gái của chú hay sao? Trần Đạm như cố tình tránh né Thất Nguyệt, ông ta lôi Tô Huyền Sương sang một bên, cho nhỏ giọng nói: Cô thử nghĩ đi, ở thôn nghèo chúng tôi có phương tiện gì có thể từ ngoài đó vào đây nhanh như vậy hay không? Tô Huyền Sương ngẫm lại thấy cũng có lý, nhưng biết đâu Thất Nguyệt kia có mánh khóe hay đường tắt gì thì sao. Cô nói ra suy nghĩ của mình. Trần Đạm tặc lưỡi: Bà chủ tô của tôi à, tôi biết các người làm nghề đào mộ chứ không phải du lịch thám hiểm gì cả, đáng lẽ cũng phải có nhiều kinh nghiệm ở vùng núi rừng này chứ. Các người nói xem, là ai đã gặp nó trước? Tô Huyền Sương không chần chừ, chỉ về phía Lâm Sở rồi vẫy tay anh ta lại. Nhìn vẻ mặt của Trần Đạm căng thẳng, Lâm Sở hỏi: Mọi người có chuyện gì sao? Nè, cậu nhìn thấy nó từ lúc nào? Nó lại. Lâm Sở cũng hoang mang, nhìn thấy Tô Huyền Sương hất mặt về phía Thất Nguyệt đang đứng bên kia, anh ta lập tức nói: Không giấu gì chú, lúc ở ngoài kia tôi gặp phải quỷ dựng tượng, nhờ cô ấy cứu mà tôi mới đứng được ở đây đó chứ. Quỷ dựng tượng không giết chết cậu đâu, nhưng phá giải quỷ dựng tượng cần phải dùng lửa. Cậu có chắc là thấy nó dùng lửa phá tượng hay không? Trần Đạm vẻ mặt không dám nhìn về Thất Nguyệt. Lâm Sở lắc lắc đầu: Không có, cô ấy chỉ đi trong đêm tối như vậy thì tượng tự động biến mất thôi. Một vật dụng nào đó trên tay Trần Đạm rơi xoạt xuống đất. Lâm Sở ngu ngơ hỏi: Chú Trần à, có chuyện gì sao?
Nó là quỷ, không phải Thất Nguyệt con gái tôi. Sao có thể chứ, cô ấy có dùng đèn pin kia mà. Chú xem thử đi, trên tay cô ấy còn cầm đèn pin kìa. Câu nói của Lâm Sở sượng lại, bởi vì anh ta nhìn thấy trên tay Thất Nguyệt trống trơn không có bất cứ thứ gì. Trần Đàm lại nói, thấy chưa, con người sao có thể phá hủy tượng quỷ bằng tay không kia chứ. Tô Huyền Sương nhớ lại ánh mắt của Ngô Hoài Sinh lúc nhìn nó ở bên ngoài, không thể không suy nghĩ. Nếu như người đứng đó thực sự không phải là Thất Nguyệt, vậy là chỉ sợ bọn họ còn chưa được vào trong mộ đã gặp rắc rối rồi. Có đứng ở đây đoán già đoán non cũng vô ích thôi, chỉ bằng gọi cô ấy đến để kiểm chứng đi. Tô Huyền Sương khá là liều lĩnh. Trần Đạm lắc đầu, các người liều lĩnh quá. Nếu như thật sự là nó, các người sẽ làm gì? Tùy cơ ứng biến. Dù sao âm dương cũng có luật lệ, tôi không tin ma quỷ thực sự có thể lộng hành. Càng huống hồ trong đội chúng tôi có một người biểu hiện còn đáng sợ cả ma quỷ kìa. Tô Huyền Sương nhìn về phía Ngô Hoài Sinh đang tiếp tục ăn con vật lạ, rồi cùng Lâm Sở và Trần Đạm quay lại chỗ nó đang đứng. Thất Nguyệt, cùng ngồi xuống ăn đi. Tô Huyền Sương rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Lâm Sở và Trần Đạm cũng ngồi xuống, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Tô Huyền Sương cầm lên một nhánh củi đang cháy phừng phừng, đưa tới trước mặt nó. Không ngờ Ngô Hoài Sinh đã nhanh tay giữ lại. Anh nói, cô quá đáng rồi đó. Trần Đạm lên tiếng, cậu trai trẻ, nếu như không rõ tình hình thì đừng can thiệp. Ông chú già, ông biết nhiều quá hả? Ngô Hoài Sinh bật lại, sau đó dùng khăn lau tay, rồi đứng dậy đi tới chỗ tắm bạc mà Phan Vĩnh đã trải sẵn cho anh, rồi dứt khoát nằm xuống. Nhìn bóng lưng của Ngô Hoài Sinh mà Tô Huyền Sương nuốt khan một cái, sau đó thả nhánh củi vào lại trong đống lửa. Lê Vương cũng cảm thấy có điều không ổn, nên lân la lại ngồi xuống bên cạnh. Cô Dung, có gì bất thường sao? Trần Đạm nói cô ta có phải là con gái của mấy. Lê Vương nghe Tô Huyền Sương nói xong, liền chăm chú quan sát nó. Qua một lát sau, anh mới nhỏ giọng, cô chú xem đi, trên tay cô ấy có một vết bỏng, hơn nữa vết bỏng còn rất là mới đó. Anh nói vậy là sao? Tô Huyền Sương vẫn chăm chú quan sát. Quả thật trên tay của nó có một vết bỏng còn đỏ hỏn. Lê Vương nói tiếp, cô chủ có nhìn thấy cô ấy đang thở hay không? Vậy thì không loại trừ hai khả năng. Một là Lâm Sở lúc đó bị quỷ dựng tượng, khiến cho đầu óc mụ mị, không thấy rõ cô ấy dùng lửa phá tượng. Thứ hai là Lâm Sở kia có vấn đề. Anh nói Lâm Sở sao? Không thể nào, chú ấy đã đi theo chúng ta nhiều năm như vậy, sao có thể là... Tôi không nói là chú Lâm Sở có vấn đề, tôi đang nói là Lâm Sở ở đây có vấn đề. Mà Lâm Sở thực sự rất có thể vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia. Nhưng mà Lâm Sở kia vẫn đang thở, càng nói càng rối, thật thật giả giả không thể nào phân biệt được. Ngọn núi này thực sự tà môn tới như vậy hay sao? Hai người bọn họ nhìn nhau một hồi, cuối cùng nhớ ra một kẻ khả nghi nữa. Cả hai không hẹn mà quay đầu nhìn Trần Đạm. Lê Vương cố ý nói lớn, nếu như Thất Nguyệt đã cứu chú Lâm Sở một phen, vậy chú Trần nói xem, chúng ta nên trả ơn mọi người gì đây? Cả đám đều vô tư quay vào, nhao nhao bàn tán vụ mỹ nữ cứu anh hùng. Trần Đạm bất đắc chỉ nói, không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô Thất Nguyệt, cô thấy sao? Lê Vương quay đầu nhìn sang nó. Nó dường như không có hứng thú lắm, chỉ khẽ lắc đầu chứ không lên tiếng. Lê Vương quyết định táo bạo, lúc muốn đứng dậy đi tới chỗ nó đã bị Trần Đạm kéo lại. Lê Vương tỏ ra không vui, chú Trần à, chẳng phải chú bảo cô ấy không phải là con gái của chú hay sao? Tôi giúp chú kiểm chứng một chút thôi mà. Ngay lúc này, nhóm người đã bắt đầu ý thức được. Họ không hào hứng nữa mà chuyển sang nghiêm túc quan sát. Và ngay lúc đó, nó mới bắt đầu di chuyển,
đi tới chỗ Trần Đạm nói: "Cha dặn con giữ tên Lâm Sở có ý với con ở ngoài kia rồi. Bây giờ cha lại bảo với họ con là quỷ sao?" Câu nói này của nó đã khiến cho đám người sợn tóc gáy. Bọn họ đã cầm lấy vũ khí trong tay, đồng loạt nhìn về phía Lâm Sở. Lâm Sở dở khóc dở miếu, khóc không ra hơi, dứt khoát móc cái zippo hết xăng của mình ra rồi nói: "Tôi Hiền Sương à, cô không nhận ra tôi sao? Chính tôi là người đưa cô nửa đêm đào mộ Ngô Hoài Sinh ở nghĩa địa Vạn Linh cơ mà." Nếu là ma quỷ giả dạng, chắc chắn không thể có ký ức của người nói giả. Tô Huyền Sương quay lại nhìn nó, sau đó rút nhánh cây đang cháy phừng phừng lên. Lúc cô vừa định đưa nhánh cây về phía nó thì bỗng có người vịn vào vai cô. Cô giật mình quay đầu, là Phan Vĩnh. Phan Vĩnh lúc này vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói: "Thần tượng của tôi nói cô ta là con người. Thay vì cứ nhắm vào cô ta thì cô hãy dành sức nhắm vào kẻ khác đi." Nếu như Ngô Hoài Sinh đã xác nhận, vậy chỉ có thể tin tưởng anh ta một phen. Nhìn thấy Tô Huyền Sương một lần nữa thả nhánh cây xuống lại đống lửa, Thất Nguyệt mới nở ra một nụ cười rồi nói: "Tô Huyền Sương, chị rất là quyết đoán, rất thông minh và gan dạ. Mong chị có thể giữ vững phong độ như thế khi vào trong mộ. Tất cả những gì nãy giờ xảy ra đều là diễn cả. Chỉ có quỷ Dương Tường là thật. Em đã âm thầm nằm trong thùng xe của mọi người đến đây. Lúc em phá tường quỷ còn để lại sẹo. Đèn pin thì nằm bên kia kìa." Thất Nguyệt chỉ vào một góc. Lâm Sở lập tức nhận ra chiếc đèn pin của cô cầm lúc đưa anh vào. Thất Nguyệt đảo mắt nhìn một vòng rồi nói tiếp: "Ở nơi núi Trần Tà Môn như thế này, tuyệt đối đừng nên tin tưởng bất cứ ai cả. Thật thật giả giả, mong chị luôn giữ bình tĩnh." "Tuyệt đối đừng nên tin tưởng bất cứ ai. Những người ở đây đều có thể là người hoặc là không." Sau quá nửa đêm, tất cả mọi người thay phiên nhau canh gác và đi ngủ trong căng thẳng. Chỉ có điều Tô Huyền Sương vẫn khéo léo trấn an người của cô. Cô không tài nào chợp mắt được, đành ngồi suy nghĩ mông lung đến sáng hôm sau. Sau khi dọn dẹp đám tàn dư, cả đội lại chuẩn bị lên đường. Ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, vì có lẽ 20 cây số nữa là xe không thể chạy tiếp. Đoạn đường còn lại nhất định phải tự thân vận động. Thất Nguyệt được gia nhập đội, mọi người điểm danh, trừ hai người đã mất ở thôn chết, cộng vào cha con Trần Đạm nữa thì lại là 44. Đúng là con số phát sầu. Sau khi điểm danh xong, bọn họ lập tức lên đường. Nhưng chỉ mới chạy được 100 mét thì xe dẫn đầu đã phanh gấp. Người lái là Lê Vương. Huyền Sương hỏi: "Sao lại dừng?" Lê Vương chuẩn bị xuống xe, anh trả lời: "Xe cắm phải cái gì đó rồi." Lê Vương nhảy xuống xe, Huyền Sương cũng nhảy theo. Cả hai cúi đầu xuống mũi xe xem xét, nhưng sau đó cùng ngẩng đầu nhìn vào trong xe với ánh mắt vô cùng kinh hãi. Lâm Sở ở xe phía sau mở cửa xuống đi tới, sắc mặt anh ta còn kinh hãi hơn, bởi vì cái thứ mà xe cán lên không phải là xác thú hay là vật gì, mà là một người trong nhóm. Trên ngực anh ta có đeo bản tên mà Tô Huyền Sương đã phát. Lâm Sở vừa định hét lên đã bị Lê Vương bụm miệng. Cả ba người cũng dõi mắt nhìn về phía đoàn xe. Lê Vương nhìn cái xác đang bị cán dưới bánh xe, đoán chừng đã chết từ đêm qua rồi. Anh hỏi: "Cô chủ, bây giờ phải làm thế nào?" Tô Huyền Sương cắn cắn ngón tay, suy nghĩ một phút rồi nói: "Không thể để người trong đội chết như vậy được, cũng không thể giấu nhẹ mọi người. Bây giờ chỉ còn cách sống chung với lũ. Tôi tin mọi người đã quyết định đi theo tôi, chắc hẳn đã có chuẩn bị tinh thần." Lê Vương nói vào bộ đàm: "Xe cắn phải xác một người trong đội, bây giờ đã vào quá sâu, chỉ còn cách đợi người bên ngoài mang nó về. Mọi người nhớ cẩn thận." Lê Vương nhấn mạnh hai chữ cẩn thận. Không cần nhìn cũng biết sắc mặt của mọi người như thế nào. Trần Đạm và Ngô Hoài Sinh đã xuống xe. Ngô Hoài Sinh nhìn vào cái xác chết, không nói gì. Trần Đạm cũng không có chút biểu cảm nào, dường như ông ta đã quá quen với loại chuyện như thế này. Lê Vương và Lâm Sở cẩn thận kéo cái xác qua một bên,
rồi lấy đồ lắp lại như sợ gió lạnh. Lâm Sở còn vào trong xe chỗ hành lý của người chết, lấy chăn ra đắp lên. Lê Vương vò đầu bứt tóc, vẻ mặt thương tiếc liên tục gọi điện. Lúc trong điện thoại, nhìn anh ta có vẻ không thoải mái lắm, dường như là đang nói chuyện với người nhà của người chết. Tầm nửa tiếng sau, sau khi xử lý xong xuôi mọi việc, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Tất cả đã lên xe. Lâm Sở vừa vào chỗ của mình đã vội hét lên. Tô Huyền Sương nói bộ đàm hỏi: "Chú Lâm Sở, làm sao vậy?" Cái người ngồi bên cạnh tôi đã mất rồi. Lâm Sở cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tô Huyền Sương gằn giọng nói: "Đếm số lại." Đội hình lại tiếp tục đếm số. Lần này sau khi đếm hết, chỉ còn 43 người. Tuy rằng nhẹ nhõm, nhưng ai cũng thực sự ớn lạnh. Bọn họ đã từng đào qua rất nhiều ngôi mộ, đến rất nhiều ngọn núi, nhưng mà ngọn núi tà môn như thế này quả thật là lần đầu gặp phải. Đoạn đường phía trước còn quá dài, chắc chắn sẽ còn rất nhiều chuyện tà môn đang chờ họ ở phía trước. iPad của Tô Huyền Sương đã mất sóng từ lâu. Thứ mà cô có thể sử dụng bây giờ chính là tấm bản đồ trong tay. Xe chạy được khoảng 10 cây số nữa, Tô Huyền Sương lấy ống nhòm xem, cho hỏi Trần Đạm: "Chú Trần, chú đã từng tới ngọn núi này chưa?" "Tôi đã đến đây 2 lần." Trần Đạm tựa đầu vào cửa xe, giọng có chút buồn khi nhắc đến chuyện đó. Tô Huyền Sương nhìn tấm kính trên trần xe và thấy sắc mặt của ông ta thì hỏi tiếp: "Tôi đoán là chú đã từng đi cùng với hai vợ chồng bà Thiếm đó, có đúng không?" "Ừ, đúng rồi." "Chú biết được những gì ở trong ngọn núi này?" "Tôi biết ngọn núi này rất tà môn, nhưng nó cũng có một báu vật vô giá, Ngọc Trường Sinh." Trần Đạm cuối cùng cũng đã ngã bài. Tô Huyền Sương nói: "Vì mục đích của chú vào đây cũng là vì nó, có đúng không?" "Chú Trần, bên tôi có tới 41 người. Chú không sợ chúng tôi sau khi vào được trong mộ sẽ giết người diệt khẩu hay sao?" Trần Đạm phá lên cười, nụ cười của ông ta đầy ẩn ý. "Cô Tô à, cô quá coi thường tôi rồi. Nếu như không tự tin, sao tôi dám đưa các người vào núi chứ?" Trần Đạm nói xong thì quay đầu nhìn ra bên ngoài, rồi nói tiếp: "Nếu như không phải dạng bất đắc dĩ, tôi nhất định sẽ không đi vào nơi quỷ quái này đâu." Đúng vậy, nếu như không phải dạng bất đắc dĩ, ai lại muốn dấn thân vào cái nơi quỷ quái này? Nếu như Tô Huyền Sương không bị nguyền rủa đi vào tương lai chết yểu, thì sao cô phải liều lĩnh đến tận đây? Còn Trần Đạm, ông ta lại bị cái điều gì mà đi vào chứ? Đi thêm một lát nữa, đoạn đường càng ngày càng đèo dốc khó chạy. Cây cối hai bên đường tùm, che khuất ánh sáng mặt trời. Tô Huyền Sương lấy trong túi ra một hũ thuốc, rồi bỏ vào miệng nuốt khan một viên. Sau đó mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng cô vừa nhắm mắt thì đã nghe từ bộ đàm tiếng Lâm Sở hét lên: "Mọi người nhìn xem, ở bên kia dường như có một cái thôn." Mắt Tô Huyền Sương mở hẳn lên, cô lập tức lấy ống nhòm lên nhìn. Ở phía bên tay phải của bọn họ, xa xa tầm vài cây số, quả thật có một cái thôn. Nơi đó có những ngôi nhà mọc lên giữa rừng cây bạc ngàn. Sắc mặt của cô hiển nhiên trở nên vô cùng khó coi. Cô bảo Lê Vương: "Di động của anh có thể sử dụng hay không? Mau xem bản đồ." "Đã đi vào quá sâu, không còn tín hiệu. Nhưng mà chúng ta không phải đã xem từ trước rồi hay sao? Nơi này vốn dĩ không có con người sinh sống, trên bản đồ không hề có thôn làng nào hết." "Có thể là nhầm lẫn, mau xem lại đi." Lê Vương lập tức ra hiệu dừng xe. Anh nghiêm túc cầm tấm bản đồ lên xem xét. Nhưng quả thật trên bản đồ không hề có bất cứ thôn làng nào. Đây là bản đồ đã được xác nhận, không thể nào sai sót được. Tô Huyền Sương hỏi Trần Đạm: "Chú Trần, chú có biết ở đây tồn tại một cái thôn hay không?" Trần Đạm liếc xéo rồi nói: "Các người quả thật trỗi hơi lắm việc lắm, cứ thích lo chuyện này chuyện kia. Tôi bảo sau khi vào sâu trong núi, cho dù nghe cái gì hay thấy cái gì cũng hãy làm ngơ đi."
Tô Huyền Sư nghĩ ngay đến một việc. Cô nói: "Chú đã từng đi đào mộ qua chưa? Trước đây từng có tiền lệ sẽ có một thôn làng nào đó sống với sứ mệnh canh giữ mộ cổ. Cho dù bọn họ phải sống biệt lập, nhưng ít ra nơi đó vẫn hiển thị trên bản đồ. Còn thôn này không hề hiển thị. Chú có biết nếu thật sự bọn họ là những người canh giữ ngôi mộ trong kia thì hậu quả là cái gì không?" Trần Đạm giật giật đuôi mày, nhìn Tô Huyền Sương như đang uy hiếp. Ông ta bất đắc dĩ nói: "Thôn đó quả thật chính là những người canh giữ ngôi mộ kia. Nhưng mà cô yên tâm đi, bọn họ chẳng làm được gì đâu. Bởi vì bọn họ đã bị nguyền rủa, không thể ra khỏi đó được." Đúng là còn chưa vào trận thì chiến sĩ đã nhục chí anh hùng. Chú đừng vội kết luận. Nếu như bọn họ đã bị xóa sổ trên bản đồ, hắn là từng làm ra rất nhiều chuyện phi pháp, rất có thể là có những thứ tà đạo mà chúng ta không có lường trước được. Tô Huyền Sương cứng rắn nói. Cô tuy rằng liều mạng nhưng không đến nỗi đâm đầu vào chỗ chết. Mỗi bước đi đều phải thật bình tĩnh, nếu không thà cô nằm ở trong phòng lớn nhà mình từ từ chết đi còn hơn. Trần Đạm ngạo nghễ nói: "Tôi không ngờ đám các người cô lại mê tín tới vậy. Người thành phố mà cũng mê tín vậy sao?" "Chú Trần, chú có biết nhà tôi làm nghề gì không? Nhà họ Tô ba đời làm nghề bốc mộ đó." Tô Huyền Sương bật lại. Trần Đạm im lặng. Phía trước đã không thể chạy xe. Lê Vương nhảy xuống xe, nói bộ đàm dặn dò cả đội mang hành lý và rời khỏi xe. Cả đội lập tức chấp hành, ai nấy đều mang theo hành lý của mình trên lưng. Ngô Hoài Sinh đeo ba lô của anh trên lưng rồi cũng nhảy khỏi xe. Phan Vĩnh khóc ròng, cực khổ xách ba lô xuống theo Ngô Hoài Sinh. Hai cha con Trần Đạm cũng thấy, nhìn dáng vẻ của Thất Nguyệt không khỏi khiến cho Tô Huyền Sương chú ý. Bây giờ chỉ mới 10 giờ sáng, đoạn đường còn lại dự kiến là hơn 10 cây số. 10 cây số lội đường dốc núi quả thật là hành chết người ta. Nếu như có thể đi theo tốc độ bình thường thì đến nửa trưa sẽ vào được tới trong núi. Tô Huyền Sương chuẩn bị sẵn sàng, nói bộ đàm dặn dò cả đội, cho cùng Lê Vương tiên phong đi trước. Hai cha con Trần Đạm đi phía sau, phía sau là Ngô Hoài Sinh và những người còn lại. Đoạn đường nguy hiểm, cây cỏ xung quanh không biết loại nào có độc và cũng không biết có loại thú dữ nào quanh quẩn ở đây hay không. Cả đoàn người giữ khoảng cách rất gần, cẩn thận từng bước một tiến vào trong núi. Lê Vương cầm một con dao dài rất kỳ lạ. Một đầu là dao, đầu kia lại giống như ống chích điện. Anh liên tục lấy đầu dao vạt đám cỏ trước mặt để mở đường cho Tô Huyền Sương. Một lát sau, mũi dao đột nhiên bị vướng vào thứ gì đó. Sau mấy lần ra sức rút ra nhưng không được, Lê Vương đã cẩn thận thò đầu vào nhìn thử. Tàn ủi, mũi dao của anh ta cắm vào một cái đầu người. Đầu người còn nguyên vẹn tóc tai, nhưng lại bị chặt lìa khỏi cổ và cắm trên một cành cây. "Cô chú à!" Lê Vương nhỏ giọng gọi. Tô Huyền Sương dự cảm không lành, cẩn thận thò đầu vào theo. Đập vào mắt cô không phải chỉ là một cái đầu cắm dao của Lê Vương. Bên trong còn có rất nhiều đầu của người khác. Tất cả đều là nữ, tóc dài và ngũ quan vẫn còn chưa phân hủy hết. Đặc biệt bọn chúng được cắm trên một loại cây và xếp vô cùng có quy trình. Nhìn kỹ một chút, những cái đầu đó đang dẫn vào phía hang núi mà bọn họ định vào. Chỉ sợ chuyện này không bình thường. Xếp như thế này, hắn là đang lập một đàn tế hoặc là trận pháp nào đó. "Nè, Ngô Hoài Sinh, mau tới đây xem." Nghe cô gọi, Ngô Hoài Sinh bước nhanh về phía trước. Lê Vương lùi ra, nhường lối cho anh ta thò đầu vào. Vừa nhìn thấy, anh khẽ cau mày nhưng không bất ngờ. Chăm chú quan sát một lúc, anh nói: "Đây là trận pháp, nhưng cũng là dạng tế của cái thôn kia đặt ở đây." "Đây gọi là cái gì?" Tô Huyền Sương dõi mắt về phía thôn kia, cho hỏi: "Theo như tôi biết, đây chính là Tử Hồi Đài, chính là nơi hành quyết những kẻ muốn xâm nhập vào trong mộ." Tô Huyền Sương nhìn về phía Trần Đạm: "Chú Trần, trước đây chú đến á, dạng tế này đã có hay chưa?" "Dạng tế nào?"
Trần Đạm giả vờ ngạc nhiên. Ông ta từ trong đoàn người đi về phía này. Tới lượt Tô Huyền Sương nhường lối cho ông ta. Trần Đạm vừa thò đầu vào, chính ông ta cũng có chút kinh hãi, nhưng ánh mắt lại vô cùng gian manh. Ngô Hoài Sinh quay sang tóm lấy cổ ông ta. Lừa đảo, dám lừa chúng tôi đi vào giàn tế, ông muốn chết rồi sao? Nói xong, anh thả ông ta ra. Phía dưới có hai người tiến lên giữ lấy. Tô Huyền Sương lại kề dao vào cổ ông ta, nói: ông có mục đích gì? Con đường trước đây em đã vào ở đâu? Nếu như ông không nói, vậy thì tôi sẽ tiễn ông vào cái giàn tế này đầu tiên đó. Đám ngu ngốc các người, đừng có dùng vũ lực. Tôi đã nói rồi, đây là địa bàn của tôi. Nếu như muốn sống thì nhất định phải nghe theo tôi. Được thôi, nghe theo ông cả. Lâm Sở phía sau đi lên, trong tay anh ta còn có Thất Nguyệt. Trần Đạm không hoảng hốt khi bị kề dao vào cổ, nhưng lúc này lại có chút kích động. Thất Nguyệt bị Lâm Sở khống chế, tuy nhiên trong cô ta vô cùng thoải mái. Thả con gái tôi ra, nếu không các người đừng có hối hận. Trần Đạm khàn giọng nói. Lâm Sở vừa định bật lại ông ta thì từ phía giàn tế kêu lên trột trẹt. Sau đó ù ù, giống như có một đám con vật lớn đang di chuyển trong đám lá. Không ai quay đầu nhìn lại, chỉ có một người trong đội hốt hoảng la lên: Có quỷ, đầu người sống lại rồi. Sau câu nói đó, anh ta cắm đầu chạy đi. Tô Huyền Sương ra lệnh chạy ngược trở ra. Chạy ra một đoạn, cảm thấy phía sau không còn gì nguy hiểm cả, cả đoàn mới dừng lại. Cô chửi đổng lên một tiếng mẹ kiếp, rồi lấy bản đồ ra xem. Trần Đạm vẫn còn nói: các người xem tôi nói có sai hay không? Im miệng đi. Nếu như muốn sống thì hãy ngoan ngoãn mà chạy cho đúng được. Nếu như chúng tôi chết, nhất định sẽ đẩy cha con chết trước đó. Lê Vương ném cho Trần Đạm một cái nhìn cảnh cáo. Lê Vương chỉ tầm 25 tuổi, nhưng dáng vẻ vô cùng chững chạc, tuổi trẻ tài cao. Tuy vậy nhìn anh ta vô cùng phong trần lãng tử, chứ không hề thô thiển một chút nào cả. Phan Vĩnh nãy giờ sợ mất mật, bây giờ đang thở hổn hển nói với Ngô Hoài Sinh: Thằng Tượng à, sao chúng ta lại phải vào cái nơi nguy hiểm như thế này chứ? Tôi đã nói là nguy hiểm rồi mà, tại cậu dẫn đồ đi theo đó thôi. Bây giờ vẫn còn kịp đó, mau quay về đi. Phan Vĩnh nhìn Ngô Hoài Sinh từ chối trả lời. Huyền Sương cùng với Lê Vương xem bản đồ một lúc, rồi ra lệnh cho đoàn người tiếp tục đổi hướng đi. Cô không tin là không có Trần Đạm thì cô không vào trong núi được. Đoạn đường lần này tuy có chút khó đi nhưng vẫn khá an toàn. Thế nhưng chỉ được một lúc, phía sau đoàn người có người trượt chân rơi xuống hố. Tiếng la hét vọng lại, một người đã nhanh chóng rút dây thần quăng xuống. Người nọ rơi được một lúc, cuối cùng cũng nắm được dây thần, cả đội lại phải dừng lại. Tô Huyền Sương đi về phía sau, hỏi vọng xuống: có chuyện gì? Người bên dưới đu toàn ten trên dây thần, móc đèn pin từ trong túi quần ra soi xung quanh. Mấy giây sau, anh ta nói vọng lên: cô chủ à, dưới này có một cái hang động. Hang động nở hậu, nhưng mà dưới một khúc cua nên tôi không nhìn thấy gì cả. Tô Huyền Sương cũng cầm đèn pin soi xuống. Tuy rằng đây là loại đèn có thể nhìn xa rất tốt, nhưng cũng không thể nhìn thấy được bao xa. Cô nói: mặc kệ, lên đây trước đi. Anh ta vừa dặn bên trên kéo dây thừng thì đột nhiên hét lên đào đứng. Tô Huyền Sương cảnh giác gọi: sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cô chủ à, dưới này có. Tiếng anh ta đào đứng ngắt quãng. Tô Huyền Sương gấp gáp nói: có cái gì? Mà nói đi. Nè cô chủ, để tôi xuống xem thử. Lê Vương chuẩn bị quấn dây thừng vào người. Tô Huyền Sương ngăn lại: không được xuống, đợi thêm đã. Nhưng tiếc thay, bên dưới truyền lên một tiếng hét thất thanh rồi im bặt đi. Pha lẫn trong tiếng hét đó, giống như là một tiếng con vật to lớn đang táp miếng mồi. Những người cầm đầu dây thừng bên này bật ra phía sau. Đầu dây phía dưới đã nhẹ tên. Mọi người nhìn nhau buồn lo lẫn lộn.
Ngô Hoài Sinh vụt qua mặt mọi người. Anh thậm chí còn không cần đến dây thừng, đã nhảy thẳng xuống hố. Phan Vĩnh nhào tới miệng hố, xôi đèn xuống, nhưng bóng dáng của Ngô Hoài Sinh đã biến mất. Không có Hoài Sinh, đoàn người không thể tiếp tục đi. Lúc này Trần Đạm và Tất Nguyệt đi tới. Ông ta nói: "Cái tên điên đó để làm anh hùng hay sao? Cô chủ tù à, cô đem theo kẻ điên như vậy, cẩn thận tự hại chết mình đó." "Tôi bị ông hại chết trước thì có đó." Tô Huyền Sương biết Ngô Hoài Sinh không phải người bình thường. Người của cô cũng không dám liều lĩnh xuống dưới, chỉ còn cách nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi mà thôi. Ngô Hoài Sinh vừa có một màn nhảy bực kinh điển. Khi đáp xuống một cái thanh trắng ngang hang động, nhìn lên chắc tầm 200 mét. Ngô Hoài Sinh giữ thăng bằng, rồi dùng đèn pin trong túi quần ra, xôi xung quanh tìm kiếm. Nơi đây cách với hang núi không xa. Theo kinh nghiệm của anh, nơi đây rất có thể dẫn vào thẳng trong mộ. Chỉ là vừa thấy có ánh đèn từ phía trong khúc cua, như có một con vật gì đó đang đi ra. Ngô Hoài Sinh tắt đèn, nín thở chờ đợi. Nào ngờ con vật nọ không nhìn thấy ánh sáng, lại quay trở vào. Hang động này không quá lớn, nhưng sau khúc cua thực sự không biết sẽ có thứ gì. Đặc biệt là nó quá dốc. Cho dù có thể đi vào trong mộ, thì đoàn người phía trên cũng căn bản không thể xuống được. Nghĩ thế, anh quyết định tìm đường trở lên. Vừa mới nhìn ngó xung quanh, thì có thứ gì đó nhỏ giọt xuống đầu anh. Ngô Hoài Sinh nhớ lại trước đây từng bị một con rắn to lớn ở trong mộ rõ rải lên đầu. Nhớ tới lại phát tổn. Nhưng anh vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một cái bóng người thả tay rơi xuống. Anh dịch người sang tránh né. Cái bóng người đó vừa rơi xuống đã bám lấy thanh chắn mà anh đang đứng. Chỉ là trong hang động khá tối, nhưng anh vẫn nhận ra cái bóng đó chính là người đàn ông trong đoàn bị rơi xuống lúc nãy. Đầu anh ta ngoẹo về một bên trong vô cùng kinh dị. Từ chỗ cổ, máu me bè bét đang chảy ra, giống như vừa bị người ta vặn cổ. Ngô Hoài Sinh nhận ra cái thứ nhỏ giọt lên đầu anh lúc nãy chính là máu. Anh rút khăn tay trong túi quần ra lau lau, rồi vứt bỏ luôn. Sau đó tới lượt anh rút đèn pin ra, soi thẳng vào mặt người đàn ông. Khi ánh sáng vừa chiếu vào, người đàn ông đã rít lên một tiếng, giống như chối quá không chịu nổi. Ngô Hoài Sinh lúc này mới quan sát, hai mắt anh ta đã trợn lên trắng giả, tròng trắng cũng chi chít những tia máu. Cái đầu quả thật đã bị vặn một phát, ngẽo sang một bên. Trên cổ thì đầm đìa máu. Các người thoạt nhìn không có vết thương, nhưng móng tay đặc biệt dài ra, giống như một cái xác sống. Lẽ nào là con vật trong kia đã làm? Nhưng sao nó có thể làm được như vậy? Hay là trong đây có một loại cổ trùng nào mang mầm bệnh kinh khủng như thế này? Ngay cả con vật trong kia cũng bị nó tấn công. Ngô Hoài Sinh lại xôi đèn lên xung quanh hang động. Trên tường đá ngoài trong rêu bám đầy, thì không phát hiện ra một sinh vật sống nào. Nhất định cổ trùng ở bên trong khúc cua kia. Thế nhưng thời gian anh vào đây từ nãy tới giờ phải lâu hơn anh ta. Vì sao anh ta lại bị tấn công? Vậy chỉ có thể có một khả năng, cổ trùng này ký sinh trên người con vật trong kia. Thời gian người đàn ông chối mắt đã hết, anh ta bắt đầu gầm gừ muốn tấn công. Ngô Hoài Sinh tắt đèn pin, sau đó tìm đường lên trên. Nào ngờ vừa phóng một cái đã bị anh ta nắm cổ chân kéo xuống. Anh mất đà, vội bám lấy thanh chắn, rồi co chân còn lại đạp cho anh ta một cái. Vậy mà anh ta không hề rơi, cứ như một con ếch nhảy sang bên kia, dùng cả tay và chân bám vào tường, sau đó ngửa cái đầu ra, dốc ngược, trợn trừng mắt nhìn anh. Bên trên có tiếng Phan Vĩnh gọi vọng xuống: "Thần tử à, anh không sao chứ?" Ngô Hoài Sinh im lặng, vừa định di chuyển thì tới lượt Tô Huyền Sương gọi: "Ngô Hoài Sinh à, anh vẫn chưa chết đó chứ?" Ngô Hoài Sinh dứt khoát lơ luôn bọn họ. Xác sống kia đột nhiên cười lên khanh khách. Anh bán tính bán nghi, sao nó lại cười được chứ? Anh lần mò trong im lặng, hy vọng xác sống không lần trả anh. Nhưng mà không, tiếng cười ấy đang đến gần. Trong cái ánh sáng lờ mờ yếu ớt,
anh thấy rõ ràng cái đầu ngửa ra, đang ngoác miệng cười khanh khách và chuẩn bị lao về phía này. Ngô Hoài Sinh dùng đèn pin soi lên trên, cho hô lớn kêu mọi người thả dây thừng xuống. Lê Vương vừa nghe thấy đã nhanh chóng quăng dây thừng xuống. Đầu dây kia anh đang giữ rất chặt. Sát sống thấy sợi dây thừng rơi xuống, nó lắc lắc cái đầu rồi muốn chụp lấy sợi dây. Sợi dây rơi ở chính giữa hai người. Trước khi sát sống chạm được sợi dây thừng thì đã bị Ngô Hoài Sinh tương cho một đạp. Sát sống mất đà, rơi xuống một đoạn mới bám được vào tường. Nó lại ngửa đầu, xem chừng vô cùng kích động. Sau khi nắm được sợi dây thừng, Ngô Hoài Sinh lại nói vọng lên trên rằng dưới này có cổ trùng, mọi người mau thả dây ra rồi di tản. Hoàn cảnh như thế này, nếu chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ đi tông tính mạng. Lê Vương nhanh chóng thả sợi dây thừng ra rồi ra hiệu cho mọi người tản đi. Ngô Hoài Sinh quấn sợi dây thừng, nhưng lúc xác sống chưa bò lên, anh đã nhắm một điểm phía trên rồi quăng lên cố định. Động tác này đúng là hết chỗ chi. Với độ xa như vậy mà lại có thể quấn sợi dây trơn vào một cái mỏm đá. Ngô Hồi Sinh bám vào dây thừng, lấy đà nhảy lên mỏm đá rồi phóng thẳng lên trên. Cái loại này đúng là chỉ có một mình anh ta làm được. Bởi vậy đây chính là lý do vì sao Tô Huyền Sương nhất định phải mời anh ta đi cùng. Cho dù Ngô Hồi Sinh lên trên rồi, nhưng xác sống vẫn chưa buông tha. Nó nhìn thấy một chút ánh sáng phía trên thì lại muốn phóng lên. Ngô Hoài Sinh canh ngay miệng hố, anh cầm sẵn một khúc gỗ lớn bên cạnh hố. Đợi lúc nó vừa phóng lên, anh đã tương thẳng vào đầu nó. Xác sống rơi ngược trở xuống. Ngô Hoài Sinh nghiêng đầu lắng nghe, tiếng rít thất thanh của nó đã văng vẳng rất sâu. Sau khi đảm bảo xung quanh không còn nguy hiểm, Ngô Hoài Sinh mới đứng dậy gọi người tới, cùng nhau bẻ nhánh cây lấp miệng hố lại để xác sống không thấy ánh sáng mà bò lên. Bây giờ trong đoàn người còn lại 42 người, cùng nhau tiến vào trong núi. Đi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, chân núi đã hiện ra trước mặt. Tô Huyền Sương dặn dò mọi người nghỉ ngơi tại chỗ rồi quay lại hỏi Trần Đạm. Chú Trần, bây giờ có thể dẫn vào trong được rồi chứ? Trần Đạm nhìn Tô Huyền Sương bằng nửa con mắt rồi tiến lên phía trước dẫn đường. Lòng vòng gần đó tầm 10 phút, sau khi tìm tòi đủ thứ, Trần Đạm quay lại nói: năm đó chúng tôi vào trong mộ bằng đường này. Vừa nói xong, ông ta đã a lên một tiếng rồi rơi theo tiếng đất sụp đổ. Các đoàn người đều rơi tự do theo sau Trần Đạm. Bọn họ lăn lóc trong đất một lát mới bò dậy được. Nhìn lên phía trên tầm 5 mét, Trần Đạm có chút kinh ngạc. Quái lạ, lúc đó đâu có hố to như thế này, lối vào chỉ bằng cỡ một người chui qua mà thôi. Có khi nào mưa dầm bao nhiêu năm nay thấm ướt nên sạt lở đến tận đây hay không? Tô Huyền Sương đau ê ẩm, cô lấy tay chỉnh lại bộ tóc tém giả nằm ở trong nón, vừa nói vừa bật đèn pin soi xung quanh. Chưa nhìn thấy gì thì Phan Vĩnh đã nhảy dựng lên la lối: Có quái vật gì? Tô Huyền Sương soi đèn về phía chân anh ta, thì ra là một con chuột. Nhưng con chuột này kích thước quả thật hơi lớn, chắc phải to cỡ 5 kg. Cả đoàn đều vội vã bật đèn lên xem. Dưới chân bọn họ bây giờ có tới hơn 10 con chuột to như thế. Phan Vĩnh thiếu điệu đeo lên cổ của Ngô Hoài Sinh. Anh ta phải trừng mắt lắm, Phan Vĩnh mới miễn cưỡng đứng dưới đất. Những con chuột này giống như chuột mù, không nhìn thấy gì. Tuy nhiên bọn chúng không hề sợ hãi hơi người, mà cứ chạy đi chạy lại, đụng vào chân của cả đoàn. Lê Vương quan sát con chuột rồi dùng mũi ngửi thử. Nè, mọi người có nghe thấy mùi hôi thối không? Đúng là có. Nhưng chú Lâm sợ vốn nhạy bén với mùi thối, sao hôm nay không nói năng gì? Tô Huyền Sương vừa nói vừa soi đèn tìm Lâm sợ. Kết quả là soi qua một lượt vẫn không thấy hắn ta đâu. Cô gấp gáp nói: chú Lâm sợ đâu? Có tiếng rột rẹt phía bên kia, Lê Vương lập tức đuổi theo. Lâm Sở bây giờ đang bị 3-4 con chuột kéo đi trong tình trạng bất tỉnh. Lê Vương cầm dao vừa đánh vừa gọi: nè, qua đây giúp một tay. Cả đoàn cầm vũ khí
cùng xúm vào đánh lũ chuột. Nhưng lũ chuột này dường như hung hăng khác thường, đặc biệt sức khỏe cũng vô cùng tốt. Chỉ mới sơ xuất, một người trong đội đã bị con chuột cắn vào tai. Anh ta hét lên, sau đó đau đớn ngã xuống đất. Ngô Hoài Sinh nhanh tay kéo anh ta ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống xem xét vết thương. Vết thương kia mới vừa bị cắn đã bầm đen như lâu ngày. Ngô Hoài Sinh tiện tay bóp ngang cổ một con chuột, rồi vặn đầu nó chết tại chỗ. Sau khi khám bầu trăng cho con chuột, anh quay lại nói với Tô Hiền Sương: "Trên răng chuột có độc, chỗ cô có thuốc giải độc hay không?" "Tôi không có thuốc giải độc chuột, nhưng mà có loại tổng hợp này." Cô nhanh chóng lấy trong ba lô ra hai lọ thuốc, một dùng rắc lên miệng vết thương, lọ còn lại lấy một viên ra để uống. Từ nãy tới giờ cho dù bên trong nháo nhào, nhưng hai cha con Trần Đạm vẫn không quan tâm chút nào, mà chỉ lo sôi đèn tìm đường. Người nọ bị cắn lên cơn co giật, sau khi được uống thuốc thì tình hình ổn hơn đôi chút. Tô Hiền Sương nói: "Đám chuột này dường như chuyên ăn xác, bởi vì trên răng của nó mới có độc đó." Ngô Hoài Sinh gật đầu. Đám người kia đã cứu được Lâm Sở ra. Lúc anh ta vừa tỉnh, đã lập tức bị mùi hôi thối kia làm cho nôn thốc nôn tháo. Cả đám phải khó khăn lắm mới giết được từng đó chuột. Nhưng bọn họ lại thấy con chuột dưới chân Ngô Hoài Sinh là bị vặn cổ chết thì không nói nên lời. Ngô Hoài Sinh thì thoạt nhìn như một nghệ sĩ, nhưng hành động của anh ta thì chẳng khác gì một siêu nhân. Nếu là chuột ăn xác, vậy chú Lâm Sở bị kéo về hướng kia, rất có thể bên trong chính là... Lê Vương bỏ dở câu nói, bởi vì không cần nói tiếp, mọi người cũng đã biết bên trong chính là cái động xác. Tô Huyền Sương đi tới hỏi Trần Đạm: "Đã tìm được lối vào chưa?" "Vẫn đang tìm. Mấy năm trước tôi vào thì cái hang này không lớn tới như thế. Bây giờ có lẽ lũ chuột chạy tới chạy lui, cho nên mới sụp to ra. Nhưng tôi đang lo lắng liệu những cái xác ở trong kia từ đâu mà tới." Trần Đạm vừa nói vừa không ngừng tìm kiếm. Cả đoàn nghe thế cũng không khỏi nôn nóng, ai nấy cũng đều hết sức cảnh giác. Qua một lát, Trần Đạm tìm được một con đường hẹp dẫn vào bên trong. Nhưng chưa qua được mấy bước, bọn họ lại trượt chân ngã thêm một lần nữa. Lần này ngã sâu, cho nên ai nấy cũng đều trèo trả thân thể. Tô Huyền Sương nằm luôn dưới đất mà thở hổn hển. Chỉ có Ngô Hoài Sinh lập tức đứng dậy nhìn xung quanh. Đây là một cái hang động khá lớn, xung quanh cũng được đào bới rất kỹ. Có vẻ đây không phải là hang động tự nhiên. Anh đi xung quanh nhìn ngắm, liên tục đưa tay sờ soạn, tìm xem có cánh cửa nào hay không. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Ngô Hoài Sinh không ngừng liên tục làm việc. Chỉ một lát sau, anh đã chạm được vào một cánh cửa. Các đoàn ngồi dậy nhìn Hoài Sinh chậm rãi đẩy cánh cửa ra, trong sự ngăn cản mù màng của Trần Đạm. Trần Đạm há to cái miệng nhìn cánh cửa di chuyển. Sau khi cánh cửa vừa mở ra, bên trong xuất hiện một bức tượng linh miêu bằng vàng đồng to lớn. Bức tượng được chạm khắc vô cùng sống động, và hình con linh miêu đang trong tư thế bái lại thứ gì đó. Mọi người còn đang xích xoa thì Trần Đạm đã hoảng sợ: ác miêu của địa ngục!" Ngô Hoài Sinh vô cảm nhìn cái tượng rồi muốn bước vào, ai ngờ lại bị Trần Đạm nhào tới ôm lấy chân anh. Anh nhìn xuống, ông ta lắc đầu vẻ hoảng sợ nói: "Không được, không được vào đó." Lâm Sở lên tiếng: "Chú Trần à, tôi thấy bức tượng này chạm khắc đẹp đẽ như vậy, đoán chừng đây là thần miêu chứ không phải ác miêu đâu, chứ đừng có hoảng sợ như vậy." Trần Đạm quay lại nghiến răng nói: "Đừng có nói bậy, cậu không biết đâu." Trần Đạm còn chưa nói hết thì cả đoàn đã nghe tiếng ken két từ trong bức tượng phát ra. Bức tượng linh miêu kia dường như bây giờ đang tự động di chuyển. Ngay lúc này, phía bên kia cũng mở ra một cánh cửa. Lê Vương chạy tới xem thử. Anh ta nói: "Đây là đường dẫn lên cái hang phía trên, nhưng có lẽ là vào động sắt. Bên này cũng có bậc thang lên nè." Hai nấy đều nhăn mặt nhăn mày.
tưởng tượng tới cảnh bị giết ở đây rồi, cho bị đám chuột kia tha xác lên trên ăn giận. Mau chạy thôi! Trần Đạm hét toáng lên, tự buông chân Ngô Hoài Sinh ra, định chạy đi. Nhưng sau đó ông ta lại nhớ ra vấn đề. Phía trước là tượng quỷ miêu, phía sau là động xác, chạy phía nào cũng không ổn. Tiếng kèn kẹt của bức tượng nện vào trong lòng mọi người. Lâm Sở nhanh trí nói: cầm vũ khí, xông vào động xác. Nghe thấy, cả đoàn lập tức hăng hái cầm vũ khí lên, chạy về phía động ăn xác. Lúc trước chỉ có mấy con chuột đánh mãi không chết, bây giờ gặp một tượng quỷ miêu thì mấy con chuột đáng thương bị đoàn người giẫm nát bét dưới chân. Lâm Sở xé áo bịt mũi, cố gắng chạy theo mọi người. Chỉ có một mình Ngô Hoài Sinh vẫn không hề nóng vội. Anh vừa đi vài bước còn quay lại nhìn bức tượng. Càng chạy về phía động xác thì đường càng hẹp dần. Còn chưa lên tới động mà những bậc thang bằng đất tối tăm kia vương vãi đầy xương sọ, mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc. Đi thêm một lúc nữa thì xác người đã chất đầy dưới đất. Phan Vĩnh dùng đèn pin soi xuống rồi hét lên kinh hãi. Phía dưới đất mấy lớp tử thi kéo dài, nam có nữ có, có cái còn chưa phân hủy, có cái đã bong tróc da thịt, có cái bị chuột cắn nham nhở đi. Dồi bọ đầy rẫy trong mấy cái xác, ghê tởm cùng cực. Tô Huyền Sương sôi đèn, nhìn thấy đám bọ kia như đang muốn gom lại một chỗ thì nói: nè, mau đút đút đuổi bọ đi. Lê Vương lấy đồ nghề trong ba lô ra, đốt lên một cây đuốc. Mấy người khác cũng đốt thêm một cây. Vì đường vào mộ còn xa, nhất định phải tiết kiệm lửa. Ngô Hoài Sinh vào tới, anh khẽ nhăn mặt đi tới chỗ Phan Vĩnh đang la ó. Phan Vĩnh hỏi: thần tử ơi, ở đâu có nhiều xác người vậy? Ngô Hoài Sinh nhìn về phía Tô Huyền Sương. Cô ta nói: nếu như trong này thật sự có Ngọc Trường Sinh thì chúng ta không phải là những người đầu tiên đến đây đâu. Tô Huyền Sương nói xong nhìn về phía Trần Đạm: và cũng có thể là người thôn đó. Chú Trần, chú cảm thấy đây có bao nhiêu người đến từ thôn của chú? Tuyệt đối không có. Cả thôn chỉ có ba chúng tôi là thường vào đây thôi. Trần Đạm chối. Tô Huyền Sương cười mỉm: vậy sao? Ngô Hoài Sinh soi đèn đi phía trước, vừa đi vừa nói: các người tưởng đây là phiên tòa xét xử sao? Không ngờ người ngủ quan tài như Ngô Hoài Sinh cũng biết đến phiên tòa xét xử cơ đó. Đoàn người tiếp tục đi theo anh ta. Đám bọ ăn xác có lẽ quanh năm ở nơi tăm tối này, nên nhìn thấy ánh lửa đã sợ hãi không dám tới gần. Đám chuột kia cũng bị giẫm đạp một phen nên không còn hăng như trước nữa. Càng vào trong, xác người càng lúc càng nhiều. Những cái xác trong này đa số đều chỉ còn lại bộ xương trắng hiếu. Nơi này chẳng khác gì một cái hầm mộ. Bỗng có một người trong đoàn kêu lên: có quỷ! Lê Vương quay phát lại thì ra người vừa la kia là người cầm đuốc. Thứ mà anh ta nói là quỷ chính là một cái xác vẫn chưa phân hủy, nó đang nắm lấy cổ chân anh ta. Nè, mọi người bình tĩnh. Tuy Lê Vương đã hô lên như thế nhưng người thanh niên nọ khó mà bình tĩnh, đã bỏ chạy đi. Không ngờ cái tay kia nắm cũng thật chặt, anh ta không chạy khỏi đã ngã sấp mặt xuống. Ánh lửa trên ngọn đuốc phả xuống gần những cái xác, bọn chúng đang có dấu hiệu động đậy. Lê Vương hét lên: nè, mọi người cẩn thận! Những cái xác gặp được ngọn lửa như được hồi sinh sống dậy. Bọn chúng nghiêng ngả trục trịch nhúc nhích, sau đó bám vào người cầm đuốc. Anh ta đang kêu cứu mạng. Ngô Hoài Sinh giật con dao trên tay Lê Vương rồi xả xuống cánh tay đang nắm chân của người cầm đuốc. Cánh tay vừa bị chặt lìa, vô số bọ đã chạy ra ngoài. Thì ra cái xác này đã bị bọn chúng ăn đến rỗng tuếch rồi. Ngô Hoài Sinh chặt luôn mấy cái tay khác cho người cầm đuốc. Sau khi ném con dao lại cho Lê Vương, anh ta mới nói: nhìn đi, những xác người này đều đã bị bọ ăn xác chiếm lĩnh rồi. Chỉ có điều không biết vì sao bọn chúng lại làm được như vậy. Đoàn người soi đèn xuống đất. Những cánh tay bị Hoài Sinh chặt lìa, quả thật có vô số bọ ăn xác bò ra. Bọn chúng nhỏ có, lớn có, hình thù quái lạ.
còn lớn nhất cũng phải bằng nắm tay người. Cả đoàn khẽ thở phào. Ngô Hoài Sinh cầm ngọn đuốc bị đánh rơi dưới đất lên rồi nói: đám người này của cô quả thật là vô dụng, chỉ có một đám tử thi với bọn xác thôi mà đã dọa cho bọn họ mất mật cả rồi. Lê Vương toan sừng sộ nhưng đã bị Huyền Sương cản lại. Một ngôi mộ kỳ quái như thế này cần phải có một người đào mộ kỳ quái như Ngô Hoài Sinh mới được. Ngô Hoài Sinh đi vào thêm một chút rồi quay đầu nói: các người muốn ra ngoài kia tìm đường vào mộ hay là ở trong đây làm mộ cho đám chục bọn xác này? Nhưng mà ngoài kia có tượng quỷ miêu. Trần Đạm nói. Ngô Hoài Sinh hừ lạnh rồi tiếp lời ông ta: một bức tượng có thể giết người sao? Một người ngoài như cậu làm sao biết được truyền thuyết về linh miêu bái nguyệt cơ chứ? Khắp vùng này ai mà không biết. Chỉ là tôi không ngờ hôm nay lại gặp được bức tượng đó ở đây thôi. Ngô Hoài Sinh dẫn đầu đi trở ra. Chỉ là không hiểu sao bọn họ vì sao lại đi mãi mà vẫn chưa ra khỏi được. Anh ta phì cười, ném cây đuốc xuống đất. Cây đuốc vừa rơi xuống đã lập tức tắt ngúm đi. Đoàn người phía sau cũng đã nhận ra điều kỳ lạ. Sau khi ngọn đuốc đó tắt, ngọn trên tay Lê Vương cũng tắt ngúm. Bởi vì bọn họ đều nương vào ánh đuốc nên hầu hết đều đã cất đèn pin vào túi. Bây giờ bóng tối đã bao trùm lấy bọn họ, ngột ngạt và hôi thối. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, cả tiếng chuột chạy cũng không còn nghe thấy. Tuy rằng không gian ngột ngạt, nhưng bọn họ lại có thể nghe thấy một trận gió lạnh quét qua sau gáy của mình. Phía trước bọn họ giống như có tiếng ai đó trầm trang khấn vái. Trong màn đêm tối đen đó, đột nhiên xuất hiện những đốm xanh như ma trời. Bọn chúng đang liên tục nhảy múa. Trần Đạm trích lên trong cổ họng: tôi đã nói rồi mà, câu chuyện linh miêu bái nguyệt là có thật. Lê Vương quay sang bụng miệng ông ta, sau đó cảnh cáo nhìn Thất Nguyệt để Thất Nguyệt quản ông ta. Ngay lúc này mà còn kích động lòng người thì chẳng khác nào tìm đường chết. Ngô Hoài Sinh không cho rằng đây là linh miêu quỷ miêu gì đó làm. Trong cái động xác chứa bao nhiêu cô hồn giả quỷ này, khả năng cao nhất chỉ có thể là quỷ dựng tượng. Quỷ dựng tượng sẽ lợi hại theo mỗi địa hình mà nó ở, nhưng quỷ dựng tượng sẽ không thể cùng lúc nhát người như thế. Mấy cái bóng ma trời vẫn cứ nhảy múa, tiếng trầm tràng khấn vái vẫn vang lên đều đều. Ngô Hoài Sinh bật đèn pin xôi thẳng về phía mấy cái bóng ma trời, sau đó đi thẳng về phía trước. Càng đi, những tiếng trầm tràng khấn vái và bóng ma trời cũng biến mất dần. Quả nhiên, quỷ dựng tượng đã biến mất lúc Ngô Hoài Sinh ném cây đuốc xuống đất. Nghe anh ta nói vậy, cả đoàn người đều đinh ninh là do bức tượng quỷ miêu ngoài kia làm. Chỉ có Ngô Hoài Sinh, Tô Huyền Sương và Lê Vương là không nghĩ như thế. Lâm Sở sớm đã bị mùi hôi thối làm cho dở sống dở chết, làm gì còn khả năng mà phán đoán. Lúc này thấy Ngô Hoài Sinh dẫn đầu ra ngoài thì anh ta là người chạy theo nhanh nhất. Lúc bọn họ quay lại chỗ tượng quỷ miêu thì quả thật nó đã đổi hướng. Ngô Hoài Sinh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 4 giờ chiều. Anh kêu Phan Vĩnh lấy la bàn ra xem thử. Mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào la bàn trên tay Phan Vĩnh. Phan Vĩnh xoay người một chút, kim la bàn cũng xoay qua xoay lại rồi dừng hẳn đi. Vị trí mà Phan Vĩnh dừng la bàn cũng chính là vị trí của mặt trăng xuất hiện. Bởi vì bọn họ làm nghề này cho nên biết chút ít về phương hướng. Sau khi kim la bàn dừng hẳn đi, bọn họ lại len lén nhìn về phía tượng quỷ miêu. Bức tượng bây giờ đã đổi hướng, đầu tượng đã cùng hướng với kim la bàn. Đây quả thật chính là linh miêu bái nguyệt. Cả đoàn người sững sờ. Trong đó Thất Nguyệt vốn là người yên tĩnh không cảm xúc nhất, bây giờ cũng lại là người chấn động nhiều nhất. Linh miêu bái nguyệt, xưa nay khi nhắc đến hai chữ linh miêu, người người đều sợ hãi, bởi vì nó tượng trưng cho những điều xúi quẩy. Hiện tại nó lại xuất hiện ở nơi rừng núi hẻo lánh này. Thất Nguyệt kéo cánh tay cha cô lại rồi nói: cha, chúng ta trở về nhà thôi. Đây chắc chắn là câu nói mang theo thấp thỏm sợ hãi. Tô Huyền Sương nói:
Cô Thất Nguyệt, chúng ta đã thỏa thuận sẽ cùng nhau vào mộ. Nay nửa mộ còn chưa thấy, các người không thể đi. Địa bàn của chúng tôi, các người muốn làm gì? Thất Nguyệt vừa lớn giọng nói xong thì Lê Vương đã gác con dao dài của anh lên cổ cô. Tô Huyền Sương vòng tới sát mặt Thất Nguyệt rồi lại nói: nếu các người dám đi, tôi cam đoan sẽ cắt gân chân các người, sau đó quẳng vào trong đầu án sát phía trên đó. Trần Đạm gỡ tay Thất Nguyệt ra. Cô nhìn ông ta liên tục bất an lắc đầu. Trần Đạm lắc đầu nhìn cô: không sao, không sao. Ngô Hoài Sinh không có hứng dò dẫm người kiểu này. Anh bảo Phan Vĩnh cất la bàn rồi đứng tựa một bên xem. Lâm Sở đi tới chỗ Trần Đạm, anh ta xoay xoay cái zippo trong tay rồi nói: dù nói như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng đã cùng chung một chiến tuyến rồi. Thay vì lục đục nội bộ, sao chú Trần đây không kể những chuyện chú biết về Linh Miêu Bái Nguyệt cho chúng tôi cũng biết đi. Trần Đạm thở hắt ra. Lâm Sở nói tiếp: đương nhiên chúng ta sau khi vào trong mộ sẽ có mục đích riêng. Đã vào ước, ai tìm được Ngọc Trường Sinh trước thì là của người đó. Nếu như chú không chia sẻ thông tin, đến khi chưa vào đến trong mộ đã có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi không cứu được hai người đâu. Ai sẽ làm chứng việc các người giữ đúng lời hứa mà không giở trò chứ? Thất Nguyệt nói. Lâm Sở tiếp lời: chẳng phải các người nói đây là địa bàn của các người sao? Vậy thì sợ cái gì chúng tôi nữa? Đương nhiên, nếu như đến lúc đó chúng tôi có giết các người diệt khẩu thì bây giờ các người vẫn phải đi theo chúng tôi thôi. Tô Huyền Sương gỡ con dao trên cổ Thất Nguyệt ra, sau đó niềm nở nói: mọi người không cần áp lực, cũng không cần là mất hòa khí. Chú Trần, chính là chú muốn đưa chúng tôi vào mộ kia mà. Lợi ích mà chú nên nhận cũng đã nhận được rồi. Bây giờ nhân lúc trăng chưa lên hẳn, chúng ta hãy nghỉ ngơi tại chỗ, ăn uống tiếp sức. Chú Trần, mong chú hãy kể lại câu chuyện về Linh Miêu Bái Nguyệt cho chúng tôi được nghe. Cả đoàn ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ. Mọi người lấy đồ khô trong ba lô và nước trà ăn uống tại chỗ. Trần Đạm và Thất Nguyệt cũng thấy. Ông ta vừa ăn một miếng bánh vừa bắt đầu từ từ kể. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Giao Ước của Quỷ, tác giả Tịch Hạ. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.